Mà cảnh đào, sự nghiệp lừng lẫy của nam thần phim Kim Dung trước khi lụi tàn bởi đời tư vũ phu sàm sỡ. Sở hữu vẻ ngoài hiền lành, hệt như trai ngoan, nhưng những câu chuyện đời tư của Mà Cảnh Đào lại khiến công chúng không khỏi lắc đầu thất vọng. Mà Cảnh Đào từng là chàng trai trong mộng của hàng triệu thiếu nữ, với hàng loạt vai diễn để đời, gắn bó với thanh xuân của thế hệ 7X, 8X như Ngày Mai Trời Lại Sáng, Ý Thiên Đồ Long Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trên màn ảnh là một tài tử phong lưu đa tình đầy khí khái, nhưng đời tư của nam diễn viên lại quá nhiều tai tiếng. Nam thần cổ trang trong lòng mọi phái nữ. Hầu hết các loạt phim truyền hình đáng chú ý khác mà anh tham gia đều thuộc thể loại võ hiệp và kịch lịch sử. Một số vai diễn nổi bật của anh trong loạt phim truyền hình bao gồm vai diễn Hạ Sinh trong Ngày Mai Trời Lại Sáng, vai diễn Hạo Trinh trong Mai Hoa Lạc, đặc biệt nhất là tác phẩm Ngọn Cỏ Ven Sông. Giai đoạn sau, tên tuổi anh gắn liền với các vai đại hiệp trong phim cổ trang, trong đó phải kể đến những vai diễn nổi tiếng như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trương Vô Kỵ bản Ý Thiên Đồ Long Ký 1994, Đinh Dẫn phim Thục Sơn Kỳ Hiệp. Gương mặt góc cạnh, nam tính cùng kỹ năng diễn xuất nội tâm đã giúp Mà Cảnh Đào trở thành nam thần được hàng triệu cô gái yêu mến thập niên 90. Đường tình duyên của ông cũng vì thế mà vô cùng phong phú. Tuy nhiên, anh thường xuyên bị chế giễu bởi lối diễn xuất của anh khá sính sẩm, lại hơi khoa trương và thiếu sự tiết chế cần thiết. Mỗi khi nam diễn viên muốn biểu đạt sự kích động, phẫn nộ hay bi thương, anh ta đều lạm dụng cơ mặt, khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Chính vì thế mà nhiều người còn đặt cho anh biệt danh là nam thần diễn sâu. Bỏ qua đời tư thị phi thì nhiều khán giả phải công nhận rằng những vai diễn được Mà Cảnh Đào đảm nhận đều có những nét rất riêng biệt. Nam diễn viên thậm chí còn được cho là tường thành khó vượt qua được đối với nhiều diễn viên trẻ qua vai diễn Trương Vô Kỵ của Ý Thiên Đồ Long Ký phiên bản 1994. Bạo hành vợ cũ mỗi khi say rượu. Không chỉ trải qua hai cuộc hôn nhân, Trương Vô Kỵ Mà Cảnh Đào còn dính tin đồn hẹn hò với vô số mỹ nhân nổi tiếng như ca sĩ Tân Hiểu Kỳ, diễn viên Điền Lệ, Quách Phi Lệ. Năm 1990, Mà Cảnh Đào kết hôn với Đường Vận, họ có với nhau một cô con gái tên Mã Thế Ái. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của ngôi sao Tiếu Ngạo Giang Hồ không được êm ấm, họ ly hôn vào năm 1997. Năm 2006, Mà Cảnh Đào gặp và yêu Ngô Giai Ni, nữ diễn viên trẻ kém anh đến 20 tuổi, nhờ bộ phim Phong Thần Bản. Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ và bị dư luận bàn ra tán vào, cặp đôi vẫn hạnh phúc. Sau 10 năm chung sống, Mà Cảnh Đào bất ngờ viết tâm thư tiết lộ đang giải quyết thủ tục ly hôn với người vợ kém 20 tuổi. Nam diễn viên chia sẻ, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, hôn nhân của tôi và hôm nay sẽ viết lên một dấu chấm. Tài tử từ chối nói về lý do ly hôn trong bức thư, thay vào đó anh gửi lời chúc phúc đến con đường tới đây của Ngô Giai Ni và biết ơn khi cô đã ở bên mình trong 10 năm qua. Mong Giai Ni có thể tự do bay cao, tiền đồ rộng lớn trước mắt. Những điều chúng ta đã có hy vọng em đừng quên lãng. Hãy vẫn trân trọng như thế, anh viết thêm. Nguyên nhân khiến Mà Cảnh Đào đổ vỡ hôn nhân hai lần được báo chí tiết lộ là bởi anh thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. Người vợ thứ hai của anh là nữ diễn viên Ngô Giai Ni, từng nhiều lần không dám ra đường vì mặt sưng tím. Mà Cảnh Đào thông qua công ty đại diện gửi thông cáo báo chí chính thức đến truyền thông. Theo đó, nam diễn viên khẳng định bản thân trong sạch, những tin đồn lan truyền hiện nay là bịa đặt. Các bạn có thể là biên kịch, đạo diễn bị câu chuyện này, nhưng chúng tôi sẽ không tiếp nhận những điều này, càng không thể để những thứ virus độc hại làm ảnh hưởng cuộc sống của mình. Cách đây vài giờ, tôi đã ủy quyền cho luật sư nộp đơn khởi kiện những cá nhân tung tin đồn. Mọi việc đúng sai thế nào hãy để pháp luật xử lý, nam diễn viên bức xúc. Mà Cảnh Đào viết trên trang cá nhân, đó là hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình, bôi nhọ danh dự của người khác. Trước đó vào năm 2005, trong khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, bực mình vì bị ghi hình, nam diễn viên bèn túm cổ, đánh người thi hành công vụ. Anh bị cảnh sát tạm giữ, phạt hành chính vì thái độ của mình. Sau sự cố, anh đã phải gửi lời xin lỗi chính thức trước báo chí. Yêu rô xanh khiến sao nữ phát sợ. Mà Cảnh Đào nổi tiếng là yêu rô xanh hay lợi dụng việc đóng phim hoặc tham gia chương trình truyền hình để quấy rối tình dục bạn diễn nữ. Rất nhiều đồng nghiệp nữ đều cảm thấy e ngại, sợ hãi khi phải đóng cảnh nóng với tài tử. Thời điểm phong trào Tommy Too nổi lên mạnh mẽ, cũng có lúc làng giải trí hoa ngữ gọi tên Mà Cảnh Đào. Được biết, ngôi sao Ý Thiên Đồ Long Ký thường xuyên lợi dụng các cảnh quay trên phim trường để động chạm và hôn bạn diễn nữ. Một đạo diễn trong nghề tiết lộ, Mà Cảnh Đào rất thô bạo trong những cảnh quay tình cảm, nhiều lúc còn khiến bạn diễn bị thương. Anh ấy cầm tay tôi chặt đến mức bầm tím, sưng đỏ, khiến tôi không dám mặc áo ngắn tay trong các cảnh quay với anh ấy. Nữ diễn viên Trần Hồng chia sẻ, chính điều này khiến các sao nữ không khỏi ngao ngán, thậm chí khiếp sợ mỗi khi đóng chung với Mã Cảnh Đào. Mỹ nhân Hồ Khả tiết lộ, khi đóng cảnh nóng với Mã Cảnh Đào, anh thường rất mạnh tay khiến cô cực kỳ đau đớn và làm giường rung lắc như đang làm thật. Có lần vì dùng lực quá mạnh, chiếc giường đã bị tài tử làm sập. Một đạo diễn Đài Loan hé lộ, Mà Cảnh Đào rất thô bạo khi diễn cảnh tình cảm. Anh thậm chí khiến bạn diễn nữ chảy máu môi hay rách tai.
Đầu năm 2018, nam diễn viên cũng lợi dụng việc quay chương trình để hôn má Lưu Gia Linh. Sau khi bị khán giả chỉ trích dữ dội, mà Cảnh Đào phải công khai xin lỗi bà xã Lương Triệu Vĩ và người hâm mộ. Bản thân nam diễn viên cũng từng thừa nhận rất thích đóng cảnh hôn, cảnh nóng với các đồng nghiệp nữ như Phạm Bằng Bằng và thường xuyên đề nghị đạo diễn tăng thêm cảnh hôn. Ngoài ra, báo chí còn đưa nhiều hình ảnh mà Cảnh Đào thân mật bên đồng nghiệp nữ cũng biến ông trở thành kẻ háo sắc, trăng hoa, lợi dụng công việc để động chạm bạn diễn. Đứng trước làn sóng chỉ trích của dư luận mà Cảnh Đào đã phải công khai lên tiếng xin lỗi. Những lùm xùm xoay quanh bê bối tình dục của Seungri và những người bạn thời gian gần đây khiến phong trào Tommy Too trỗi dậy mạnh mẽ. Không chỉ bức xúc về việc làm trái đạo đức và vi phạm nhân quyền của các sao nam, công chúng còn bị thất vọng khi các thần tượng, mỹ nam trong mơ một thời lại mang trong mình một nhân cách thối nát khó chấp nhận. Chật vật kiếm sống nhưng an nhàn ở tuổi U60. Hiện tại, cuộc sống của Mạ Cảnh Đào khá vất vả sau khi bị trợ lý kiện cáo vi phạm hợp đồng, bị các nhà sản xuất tẩy chay. Ngoài ra, anh cũng bị tin cũ tố cáo hành hung khiến sự nghiệp và uy tín sa sút. Có thời gian, Mạ Cảnh Đào phải đi hát trong đám cưới ở miền quê để kiếm tiền. Xuất hiện trên sân khấu với quần áo lụm thụm, khuôn mặt lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác, mái tóc lãng tử ngày nào cũng trở nên hói khiến nhiều người không thể nhận ra. Tận dụng danh tiếng từ thời trẻ, ông duy trì thu nhập bằng cách đi hát tại các sự kiện. Áp lực tiền bạc chu cấp cho ba người con và chăm lo cho người em trai mới ra tù khiến Mạ Cảnh Đào già nua, tiều tụy trông thấy. Một nguồn tin cho hay, hiện giờ Mạ Cảnh Đào thường xuyên nhận hát tại các sự kiện rồi đám cưới. Tuy vậy, nam tài tử vẫn hét giá 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1 tỷ đồng cho một lần xuất hiện. Trên trang cá nhân mới đây, ông chia sẻ loạt ảnh selfie để lộ vẻ ngoài xuống sắc, xê xoa ở tuổi 58. Dù nhan sắc và thần thái không còn được như trước, nhưng Mạ Cảnh Đào vẫn được khán giả rất yêu quý. Anh vẫn nhận được khá nhiều lời khen từ các fan. Không ít người cho rằng, dù anh đã lớn tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn và đầu hói nhưng vẫn rất đẹp trai. Tuy nhiên, cuộc sống của Mạ Cảnh Đào hiện tại khá yên bình, ung dung, tự tại. Thời gian rảnh, Mạ Cảnh Đào chăm chỉ tập thể dục, đi du lịch và tương tác với fan hâm mộ trên trang cá nhân. Dù đã qua thời hoàng kim, nhưng cuộc sống hiện tại của nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc đến Mạ Cảnh Đào, đồng thời cũng bình luận về nhan sắc của người đàn ông nay đã 58 tuổi. Họ cho rằng anh nhìn vẫn còn khá trẻ so với tuổi thật, nhìn anh chụp với con trai mà giống như hai anh em hơn, một khán giả bình luận.